Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giải bài tập lý thuyết mạch bằng phương pháp dòng nhánh và phương pháp dòng vòng một cách nhanh và hiệu quả. Đồng thời mình sẽ giúp các bạn phân biệt rõ ràng được khi nào sử dụng phương pháp dòng nhánh và khi nào sử dụng phương pháp dòng vòng. Bạn còn có thể sẽ phân biệt được đâu là phương pháp dòng nhánh và phương pháp dòng vòng. Ok, hãy cùng theo dõi video. Phương pháp đầu tiên là phương pháp dòng nhánh. Mình chia làm 3 bước giải đây. Bước số 1, xác định số nút, số nhánh. Mục đích của bước 1 này là để xác định số phương trình chúng ta cần phải viết. Bước số 2, chọn chiều dòng điện, nhánh và hướng của dòng vòng, hướng của vòng. Bước 3 là viết phương trình, sau đó giải phương trình và phương pháp kết thúc. Ok, chúng ta bắt đầu bước 1. Thì xác định số nút, số nhánh. Bạn có thể nhìn thấy trong hình có hai nút A và B. Thì ở đây sẽ có hai nút số nhánh. Đây là nhánh số 1, nhánh số 2 dòng điện I2 chạy qua, và nhánh số 3 có dòng điện I3 chạy qua. Như vậy chúng ta có thể xác định được số nút là 2 và số nhánh là 3. Bước tiếp theo, chúng ta chọn chiều của dòng điện nhánh và hướng của vòng. Dòng điện nhánh khi chọn phải đảm bảo nguyên tắc tổng số dòng điện vào nút phải bằng tổng số dòng điện ra khỏi nút. Ở đây I1 đi vào và I2, I3 đi ra. I1 sẽ bằng I2 cộng I3. Tiếp theo chúng ta chọn hướng của vòng. Ở đây mình chọn hướng cùng chiều kim đồng hồ. Bạn cũng có thể chọn hướng ngược chiều kim đồng hồ, cái này là tùy thôi. Và chúng ta sang bước 3. Bước số 3, chúng ta sẽ viết phương trình. Trước khi viết phương trình, bạn cần phải nhớ phương pháp dòng nhánh có hai loại phương trình mà bạn cần phải viết. Một là phương trình dòng và thứ hai là phương trình cân bằng với áp. Trước khi viết thì chúng ta cần phải xác định xem có bao nhiêu phương trình dòng và có bao nhiêu phương trình cân bằng với áp. Thì ở đây số phương trình dòng là n, có công thức bằng số nút trừ đi 1. Ở đây chúng ta có hai nút thì sẽ là 2 trừ 1 và bằng 1. Sẽ có một phương trình cân bằng về dòng. Phương trình đó như thế nào thì bạn hãy cùng xem. Phương trình cân bằng về dòng I1 trừ I2 trừ I3 bằng 0. Phương trình dòng phải đảm bảo theo nguyên tắc. Phương trình dòng là I1 trừ I2 trừ I3 bằng 0. Tại sao lại như vậy? Phương trình dòng ở đây bạn có thể nhìn thấy I1 đi vào tại nút điểm A sẽ bằng I2 và I3 đi ra. Khi mà tôi chuyển vế và đổi dấu sang thì nó sẽ ra phương trình này. Còn nếu như số phương trình dòng lớn hơn 1 thì sao? Thì bạn sẽ chọn một nút khác, ví dụ như nút B ở đây chẳng hạn. Và vẫn theo nguyên tắc đó, tổng số Y đi vào sẽ bằng tổng số Y đi ra. Ok. Và bây giờ tiếp tục đến phương trình cân bằng với áp. Số phương trình cân bằng với áp sẽ là số nhánh. Ở đây chúng ta có 3 trừ đi số nút 2 và cộng với 1. Theo đúng như công thức, 3 trừ 2 là còn 1, 1 cộng 1 bằng 2. Ok. Khi viết phương trình cân bằng với áp, mình có giải thích thêm một chút về cái phương trình này. Thì theo định luật Kirchhoff-Mohr, tổng đại số các dòng ở một nút bằng 0 và bằng tổng đại số các dòng đi ra khỏi nút đó. Ok. I1 đi vào sẽ bằng I2 cộng I3 là đi ra. Và theo quy ước, các dòng điện đi tới nút mang dấu dương thì các dòng điện ra khỏi nút mang dấu âm, và ngược lại. Ví dụ I1 ở đây, ví dụ I1 mang dấu dương đi vào thì I2 và I3 đi ra phải mang dấu âm, tức là nó phải ngược chiều dấu của nhau thì nó mới ra được cái công thức này, và tổng nó bằng 0 theo định luật Kirchhoff số 1. Để viết phương trình cân bằng với áp, chúng ta phải nhớ định luật Kirchhoff số 2, được phát biểu là trong một vòng kín như là vòng ở bên trên này tôi đã vẽ,
thì đi theo một vòng kín tổng đại số các điện áp trên phần tử bằng 0. Điện áp ở đây được hiểu có thể là U hoặc là và có thể là U và E ở đây. Nên là chúng ta sẽ viết như sau. Các bạn hãy tập trung vào này. Đây là một phần cực kỳ khó. Để viết được phương trình cân bằng về áp thì chúng ta cần phải có được định luật Kirchhoff số 2. Nhưng mà định luật Kirchhoff số 2 chỉ được sử dụng trong vòng kín. Mà ở đây bạn hãy quan sát. Ở đây chúng ta có 3 vòng kín. Vòng số 1, vòng số 2, vòng số 3. Vòng số 1 chính là đi từ điểm B này qua điểm A và lại trở lại B. Đó là vòng số 1. Vòng số 2, các bạn nhìn. Và vòng số 3, cả 3 vòng này đều là vòng kín. Mà ở đây chúng ta chỉ cần viết hai phương trình mà thôi. Vậy nên chúng ta sẽ chọn vòng 1, vòng 2 hoặc vòng 3. Tức là chọn hai trong ba cái vòng này để viết lên phương trình. Ở trong bài này chúng tôi sẽ chọn vòng 2 và vòng 3 để cho các bạn có thể thấy được những cái khái quát nhất để về cách viết phương trình này. Nhìn ở trong hình chúng ta có thể thấy điện áp đi qua Z2, đi qua Z3 và có một điện và có một E2 ở đây xuất hiện động. Thì chúng ta sẽ có U của Z2 cộng với cả U của Z3 trừ UZ2 và sẽ bằng trừ E2. Tôi sẽ giải thích như sau. Vì chúng ta chọn chiều cùng chiều kim đồng hồ mà ở đây các bạn có thể thấy dòng điện chiều sẽ đi như thế này, còn dòng điện thì lại ngược chiều nên sẽ có trừ UZ2. Còn cộng UZ3 là vì cái chiều chúng ta chọn cùng với chiều của Y đi qua Z3. Còn xuất hiện động E2 ở đây nó cũng ngược với chiều vòng này nên sẽ có trừ E2 ở đây. Đó là phương trình của vòng 2. Còn phương trình của vòng 3 sẽ như sau. Hãy nhìn đây. Chúng ta thấy U đi qua Z1, U đi qua Z3 và hết. Và đây chúng ta có hai xuất điện động E2 và E1. Theo định luận Kirchhoff số 2 thì tổng các điện áp phải bằng 0 nên chúng ta sẽ có phương trình như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ viết cái phương trình của vòng số 3 UZ1, không nhỉ? UZ1 là cùng chiều, chúng ta có thể thấy nên sẽ là cộng UZ1 cùng chiều và cộng UZ3 chúng ta cũng có thể thấy cùng chiều. Và đây vòng 3 chạy theo như thế này và nó ngược chiều với E2 nhưng lại cùng chiều với E1 thì chúng ta sẽ viết như sau. Cùng chiều E1 thì sẽ có cộng E1 và ngược chiều E2 thì sẽ trừ E2. Như vậy là chúng ta đã có viết xong được phương trình của dòng và phương trình cân bằng về áp. Từ đây chúng ta sẽ đánh số 1. 1 này, 2, 3. Chúng ta đã có 3 phương trình. Và để giải được phương trình này thì chúng phải có một ẩn. Và ẩn ở đây là các Y1, Y2 và Y3. Nhiệm vụ bây giờ là làm thế nào để biến được các U này trở thành Y để có thể giải được phương trình. Và bây giờ việc của chúng ta là phải biến cho nó xuất hiện các Y1, Y2 và Y3. Và cũng rất đơn giản mà thôi. Ở đây U thì bằng Y nhân Z. Y nhân Z cộng Y nhân Z và sẽ bằng trừ E2. Cái đó sẽ giữ nguyên mà thôi. Tương đương phương trình số 3 sẽ có Y1 nhân Z1 cộng với cả Y2, Y3 nhân Z3 sẽ bằng E1, E1 trừ đi E2. Các bạn nhớ dấu chấm ở trên, tại vì đây là môn lý thuyết mạch.
Sau khi ra như thế này rồi thì chúng ta sẽ kết hợp cả ba phương trình lại và giải theo ẩn y1, y2 và y3. Cái đó rất là dễ. Trong bài toán thực tế thì cái z1 này sẽ không tồn tại, mà của chúng ta là trong mạch sẽ có RLC, đúng không? Thì khi mà phân tích theo như cái này, theo như những bước như này, thì nó thì điện trở R phân tích ra nó sẽ vẫn là điện trở R, R vẫn sẽ bằng R. Ok. Và các mạch L thì nó sẽ phân tích được ra thành J nhân omega nhân L và nhân Y. Cái này là U nhé. U. Cái này là U sẽ bằng J nhân omega nhân L nhân Y. Còn mạch C thì sao? UC, cái này là UL nhé. UR sẽ bằng nhân Y, chưa? Còn UC sẽ phân tích như thế này: 1 phần J omega nhân C nhân Y biểu tượng. Đó. Thì khi mà giải mạch thì các bạn sẽ thay thế cái Z này này sẽ bằng L hoặc gì đó. Z thì sẽ bằng đây. Ví dụ đây. Đây là Z này, đây là Z này. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phương pháp dòng vòng. Mình xin nhấn mạnh rằng các bạn nghe cho kỹ nhé. Phương pháp dòng nhánh là ẩn của nó là các y1, y2, y3, còn phương pháp dòng vòng ẩn của nó là các iab, ia, ib và ic. Chúng ta sẽ đi từng bước một, xác định số nút và số nhánh, cũng để xác định số phương trình phải viết. Bước số 1, số nút, số nhánh. Ở đây có nút A và nút B. Thì bước 1, 2 nút và vẫn là 3 nhánh, đúng không nhỉ? Ở hai bài này tôi lấy hai hình khá tương tự nhau để cho các bạn có thể phân biệt được đâu là phương pháp dòng nhánh và đâu là phương pháp dòng vòng. Bước tiếp theo, chọn chiều dòng điện nhánh và dòng điện vòng. Ok. Cái này tôi sẽ chọn ở nút này nhé. Thì như vừa tôi nói thì ẩn của phương pháp dòng vòng là các IA, IB và IC, nên là sẽ viết như thế này. IA này, ra này, ra này. Cái này đi xuống B nên tôi sẽ ký hiệu nó là IB. Còn cái này sẽ là IC đi. Ok, IA, IB, IC. Tiếp tục chọn chiều. Ở đây thì chọn chiều nó hơi khác một chút, khác cái ký hiệu một chút rồi. Nó sẽ viết như thế này. Ok, vẫn là tôi vẫn ở trong trường hợp này tôi vẫn chọn chiều cùng chiều kim đồng hồ. Sang bước số 3, viết phương trình. Ở phương trình phương pháp dòng vòng khác một điểm so với phương pháp dòng nhánh làm chúng ta viết ít phương trình hơn. Chúng ta không cần phải viết phương trình dòng. Bước 3 là xác định số phương trình. Thì để xác định số phương trình có một công thức, đó là số nhánh trừ đi số nút cộng 1. Ở đây chúng ta có 3 nhánh trừ đi 2 nút cộng 1 và lại bằng 2. Suy ra chúng ta phải viết được 2 phương trình. Ở phương pháp dòng vòng thì các bạn phải ký hiệu như thế này nhé, thì quá trình viết của bạn mới dễ dàng được. Bây giờ tôi sẽ viết theo vòng A. Theo định luật Kirchhoff số 2, trong vòng kín thì tổng các điện áp phải bằng 0. Vậy nên U đi qua Z1, U đi qua Z2 và U ở trong suất điện động E1 này, tổng của chúng phải bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có UA sẽ phải bằng E1. Không. UA sẽ phải bằng E1.
vì là cùng chiều nên là ở đây E1 sẽ là số dương, UA sẽ lại bằng IA nhân với cả ZA tổng trợ, mà ZA lại bằng, vậy trong ZA sẽ có Z1 và Z3, à Z2 sẽ có Z1 và Z2 sẽ nhân với IA đây, ở đây rồi. Chúng ta quan sát ở đây thì thấy ở đây, nhìn ở đây có thể thấy được là còn có một dòng IB ở đây nữa. Ở đoạn video trước thì tôi có làm nhầm một chút, thì các bạn có thể sửa lại. Đây là dòng điện IA của vòng A và đây là dòng điện IB của vòng B. Các bạn sửa lại nhé. Đấy, thì ở đây theo vòng A thì sẽ có IA nhân Z1 cộng nhân Z1 cộng Z2, đóng mở ngoặc. Và nhìn ở cái đoạn này này thì có thể thấy dòng IB và dòng IA giao nhau một đoạn đây, và IB ngược chiếu với dòng IA, nên chúng ta cũng phải, vì đây là viết theo vòng A nên là chúng ta cũng phải biểu diễn, nên là sẽ có dấu trừ ở đây, trừ IB. Ở đây chỉ có một điện trợ Z2 mà thôi, thì nhân với Z2 và sẽ bằng cộng EA1. Tiếp tục sang với vòng B, tương tự như vậy thì dòng IA trước, dòng IA cũng có một đoạn đi qua, và xét theo cái này thì nó cũng đang ngược chiều, sẽ là trừ IA nhân, không cần bằng ngoặc, nhân Z2 cộng IB. Dòng IB bạn quan sát đây đi qua Z2 và Z3 sẽ bằng, nhìn theo chiều thì ở đây rộng vòng cái E2 này ngược chiều với vòng của B mà tôi đã chọn, nên sẽ là trừ E2 thôi chấm. Ok, sau khi như vậy thì từ phương trình vòng A và vòng B 1 và 2 ở đây, 1 và 2, tôi sẽ giải ra được IA bằng gì gì đó và IB bằng một con số cụ thể nào trong bài toán thực tế. Sau khi làm được điều đó thì chúng ta có thể suy ra các dòng I1, I2 này và I3. Đó. Ví dụ như giống như bài bên kia đây. Ví dụ như I1 đi vào điểm A và I2, I3 đi ra. Thì tương tự như vậy, nút này, cái đường đi vào này sẽ là I1 đúng không? Suy ra đây sẽ có I1 bằng IA. Còn cái đường này là I2. Và ở trên đường này chúng ta thấy có xuất hiện hai dòng điện IA và IB. Thì nó sẽ là IA trừ IB. Dòng I2 sẽ bằng IA trừ IB. Còn đây là I3, không có thêm bất kỳ đường nào đi qua nữa. Vậy IB, à IBA, IA, I3 sẽ bằng IB. Và từ đó bạn đã giải xong phương pháp dòng vòng và dòng nhánh. Xin nhắc lại một lần cuối cùng, phương pháp dòng vòng và dòng nhánh khác nhau một điểm cực kỳ cơ bản, đó chính là ẩn của dòng nhánh là các I1, I2 và I3, còn của dòng vòng là các IA và IB, thậm chí cũng có thể đến IC nữa trong một số trường hợp. Và vừa rồi tôi đã hướng dẫn bạn xong cách để phân biệt phương pháp dòng vòng và dòng nhánh, cũng như là cách để giải bài toán theo phương pháp dòng vòng và dòng nhánh. Sẽ còn rất nhiều video khác nữa, nên vậy nên bạn hãy đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi bộ môn này và nhiều bộ môn khác nữa trong chuỗi video của tôi. Nhớ đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.